một sự đổ đầu khốc liệt. Chiến tranh đã lan rộng ra khắp mọi nơi. Kháng chiến, liên đoàn, cuộc chiến sẽ không bao giờ có hồi kết. Tất cả sẽ có trên kênh của Hiếu Nguyễn Ngôi Sao Việt TV. Chúng ta sẽ cùng đến với những trận đấu 3 đấu 3. Và đây sẽ là một trận đấu bằng huyết lực của liên đoàn, của một người em trai ở trên nhóm Zalo. Chúng ta đã bắt đầu có những đội vật lực bộ binh đầu tiên, cố gắng ra soát bản đồ để có thể chiếm lấy được các thông tài nguyên. Đây là một cái bản đồ có thể nói là khá rộng lớn và có một đường bờ biển ở vị trí trung tâm. Đã bắt đầu có những sự đụng độ với các đội vật lực bộ binh và huyết lực của chúng ta và cả lực lượng quân kháng chiến rồi anh em ơi. Lực lượng quân vàng tấn công ở căn cứ lực lượng quân xanh lam. Đánh rất sớm rồi, mới có phút thứ hai thôi anh em ơi. Lực lượng quân xanh lam dường như đã chưa có bất kỳ một đơn vị lính nào để có thể phòng ngự được căn cứ vào lúc này anh em ơi. Lên nhà khá là chậm rồi. Đằng ấy mới chỉ có một nhà sản xuất lính thôi và chúng ta cũng đã ngay lập tức triển khai các đơn vị tàu Delta ngay lúc này. Cần phải cố gắng chiếm lĩnh lấy đường biển và chiếm lấy được các thông tài nguyên ở trên biển anh em ơi. Có lẽ lực lượng quân kháng chiến đã có được những đơn vị tàu Cado Kaiben hết cả rồi. Quân vàng vẫn đang tiếp tục tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị lính bộ binh Ripleyman tấn công tổng lực vào căn cứ lực lượng của Sanlam. Sanlam sắp có nguy cơ mất đi một nhà sản xuất lính đầu tiên rồi. Bị bán phế liệu rồi anh em ơi. Quân vàng vẫn đang tăng cường thêm những đơn vị lính bộ binh rồi và có thể họ sẽ tăng cường thêm các đơn vị xe cơ giới sớm muộn thôi. Quân tím và quân xanh đất biển đang cố gắng sử dụng các đơn vị tàu Delta để có thể kiểm soát tốt được đường biển ở đây bầy. Phút thứ tư rồi, đụng độ với cai bên và viết lực lượng của liên kháng chiến ra đây bầy. Cai bên có tốc độ di chuyển là nhanh hơn và số tiền mua cũng sẽ là rẻ hơn, nhưng mà so với lực đàn thì không có cách nào để có thể bằng được các đơn vị tàu Delta và viết lượng liên đoàn của chúng ta đây bầy. Quân vàng đã bắt đầu có được những đơn vị xe 1 Coyote rồi và quân Salam cũng đã có được cái đơn vị xe Fortress ra đây mày. Không biết là Fortress có trụ được nổi hay không đây. Quân Salam thật sự là trời hơi bị yếu rồi. Tiếp tục là sự đụng độ giữa Delta và các đơn vị tàu Cado Kaiben và lực lượng quân kháng chiến vào lúc này. Lực lượng quân xanh lá cây. Chúng ta vẫn đang có rất nhiều cái đơn vị tàu Delta kiểm soát rất tốt đường biển ở đây mày. Tiếp tục với ba đơn vị tàu Delta cố gắng di chuyển xuống bên dưới căn cứ lực lượng quân vàng ngay lúc này thôi. Đụng độ với cai bên tiếp tục rồi. Nhà sản xuất hải quân mới chỉ ở level 1 thôi, hơi bị chậm rồi vàng ơi. Lực lượng của Sanlam cũng đã phòng vệ căn cứ thành công ngay sau khi bạn ấy đã có thể sản xuất ra những đơn vị xe phòng tránh kết hợp với lính phun lửa ở đây bầy. Tiếp tục là đụng độ với các đơn vị Coyote và lực lượng quân vàng. Sẽ có những thông tài nguyên lớn tiếp theo. Phút thứ 8 rồi. Lực lượng quân xanh lam vẫn còn đang khá là yếu thế rồi. Bạn ấy vẫn đang cố gắng nâng cấp nhà chính lên level cao hơn. Em trai quân tí của ta cũng đã triển khai được một nhà tòa nhà sản xuất hải quân level 2 và đang bắt đầu sản xuất ra những đơn vị tàu Viking đầu tiên. Hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn qua đây bơi. Xanh đất biển thì đã có được những đơn vị bay chiến đấu thế 27 Vetex rồi. Đó là những đơn vị bay chiến đấu level 2 với lực đàn ở trên không là rất chi là khủng khiếp và tốc độ có thể nói là rất chi là cao. Chúng ta cần phải trinh sát ở điểm F và căn cứ lực lượng của xanh lá cây và cả quân đỏ ngay lập tức ở đây bơi. Xanh đất biển đã không có hồi âm. Bạn ấy đang quán chiếm lấy một thùng tài nguyên lớn ở góc 2 giờ. Em trai đồng minh đã có được khá nhiều các đơn vị tàu Viking rồi và vẫn đang tiếp tục nâng cấp một nhà sản xuất tiền lên level 2 tiếp theo. Chúng ta sẽ cần phải có thật nhiều các đơn vị tàu Viking hơn. Có hai nhà sản xuất tàu hải quân, chúng ta sẽ có tốc độ sản xuất Viking là nhanh hơn. Và cuối cùng thì các đơn vị chiến đấu cơ và phiên lượng sản xuất cũng đã đi trên xác bản đồ rồi. Ngay lập tức bắn phá một nhà sản xuất hải quân và phiên lượng của xanh lá cây ai đây bơi.
Sảnh lá cây đã có những tổn thất rất lớn ở trên biển rồi. Mất đi một nhà sản xuất hải quân và ngay lập tức mất thêm một tháp chống hạm nữa rồi đây mày. Một đơn vị khô dầu tèm và phe lực lượng của vàng đã đi chính xác vào căn cứ lực lượng của Sunlight một lần nữa rồi. Và quân Sunlight vẫn đang trở nên khá là yếu anh em ơi. Không có bất kỳ một đơn vị nào đã có thể gọi là đáng kể để các phòng học về căn cứ lực ngay lúc này rồi. Như thế này là không có ổn đâu. Lực lượng của team vẫn đang có được khá nhiều các đơn vị tàu Viking kéo xuống phía bên dưới này rồi. Với bốn đơn vị tàu Viking thì tạm thời ở trên biển là ok anh em ơi. Lực lượng quân đội bắt đầu tiến công vào căn cứ lực lượng quân xanh nước biển rồi anh em ơi. Với rất nhiều lực lượng kết hợp với xe 2 và cả xe nhím rồi. Chúng ta có phối kết kết hợp với cái đầu mũi lực bộ binh bông anh em ơi. Lực lượng quân đội đã di chuyển một cách sai lầm rồi. Phối kết đã phun lửa liên tục. Và lính bộ binh 2 lực lượng quân đội đã còn đúng cái địch rồi. Quân vàng cũng bắt đầu tiến công vào căn cứ lực lượng quân xanh làm anh em ơi. Sảnh lam đã ngay lập tức mất đi một tháp bắn tên lửa ngay lúc này ở phút thứ 13, toàn rồi. Quân vàng có xe 2 và các đơn vị lực bộ binh 2 đang tấn công tổng lực vào trung tâm chỉ huy bên phía lực lượng quân xanh lam rồi anh em ơi. Không khéo thì quân xanh lam sẽ toàn mất thôi. Trung tâm chỉ huy sắp đi bán phế liệu rồi anh em ơi, toàn rồi. Sảnh lam đã có được một đơn vị tàu Viking, nhưng phòng thủ trên bộ thật sự là quá yếu ớt anh em ơi. Lực lượng quân team cũng đã bắt đầu triển khai các đơn vị xe Fortress kết hợp với cả các đơn vị tàu Delta và lính bộ binh kéo xuống phía bên dưới này rồi. Căn cứ lực lượng quân xanh lam cũng còn đúng cái địch rồi anh em ơi. Chúng ta bắt đầu tìm giao chiến tổng lực với lực lượng xanh lá cây ở phía ngoài biển rồi. Đụng độ giữa Viking và Alligator. Alligator đã bị bán phế liệu một rồi và chúng ta cũng đã mất đi một đơn vị tàu Viking anh em ơi. Tiếp tục là tổn thất về phía lực lượng xanh lá cây khi mất thêm một đơn vị tàu Alligator nữa rồi. Tuy nhiên ngay lúc này lực lượng xanh lam cũng còn đúng cái địch đến nơi anh em ơi. Chúng ta cũng đã kéo xuống các đơn vị lớn, các đơn vị xe cơ giới nhưng không thể bảo vệ thành công cho căn cứ lực lượng xanh lam. Lực lượng xanh lá cây cũng đã có nguy cơ mất đi rất nhiều các tòa nhà công sự ven biển rồi. Sẽ là những nhà năng lượng và những nhà sàn xây dựng anh em ơi. Ta vẫn còn có 3 đơn vị tàu Viking với tầm bắn có thể nói là rất chi là tốt rồi. Và lực lượng quân xanh nước biển vẫn đang có được 3 đơn vị chiến đấu cơ thế hệ 7 anh em ơi. Bạn ấy cần phải hỗ trợ cho căn cứ lực lượng quân xanh lam ở Dima ngay lập tức thôi. Buồn bàn quá rồi, lực lượng xanh lam đã mất đi nhà trung tâm chỉ huy lần thứ 2 và đã hết quyền sử dụng item rồi. Chiến đấu cơ lực lượng xanh nước biển đã phản ứng quá chi là chậm chạp anh em ơi. Viking vẫn đang cố gắng phán phá và các tòa nhà công sự bên biển bên phía lực lượng xanh lá cây. Xanh lá cây đã mất đi rất nhiều các tòa nhà rồi. Và chắc chắn rằng họ đang ở trong tình huống thiếu điện anh em ơi. Thiếu điện nghiêm trọng rồi. Tiếp tục là Viking bắn phá và những nhà sản xây dựng năng lượng của lực lượng xanh lá cây. Và họ cũng đã buộc phải kéo ra các đơn vị lính hai để có thể phòng thủ đường biển ngay lập tức. Và chúng ta cũng đã mất đi một đơn vị tàu Viking rồi. Căn cứ lực lượng của xanh lam còn đúng cái đi. Ngay sau khi lực lượng quân vàng kéo thêm các đơn vị tăng gia quân kết hợp với xe nhiễm lên phía trên, xanh lam đã tan nát hết nhà cửa rồi. Trận đấu đã bị đưa về thế 3 đấu với 2 rồi đây bầy. Chúng ta thì chỉ có 2 người chơi còn trụ lại thôi. Lực lượng quân tím và quân xanh nước biển, còn lực lượng quân liên kết kháng chiến thì vẫn còn đủ 3 người chơi. Sẽ là một ván đấu khó khăn rồi. Bởi vì 2 tầng với 3 thật sự là quá khó đấy bầy. Chiến đấu cơ lực lượng xanh nước biển đang tấn công tổng lực vào trung tâm chỉ huy bên phía lực lượng quân đỏ rồi. Có đủ lực hay không đây? Bạn ấy đang cố gắng phá hủy đến trung tâm chỉ huy bên phía lực lượng quân đỏ đấy bầy. Đi bán phá liệu rồi, rất tuyệt vời. Lực lượng của xanh lá cây vẫn có những tác phong không, nhưng vẫn không đủ lực đàm để có thể hỗ trợ phòng thủ ở trên không đấy bầy. Quân xanh nước biển đã sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ thật sự là rất hiệu quả vào lúc này. Quân team của em trai cũng đang cố gắng sản xuất ra các đơn vị chiến đấu cơ kết hợp với các đơn vị trực thăng level 1. Chúng ta sẽ cần phải phòng thủ ở vị trí bên này. Lực lượng quân vàng chắc chắn là vẫn còn đang tập trung ở góc 3 giờ, góc 9 giờ đây bầy. Lực lượng quân đỏ tiếp tục tấn công rồi với những đơn vị C2 và lính bộ binh. Và chúng ta cũng đang xuất kích các đơn vị chiến đấu cơ.
tấn công liên tục ở trên không, và ngay lập tức lực lượng quân đỏ cần đúng cái đi luôn rồi em ơi, không còn bất kỳ một đơn vị C2 nào nữa cả rồi. Lính bộ binh cũng đi bán muối hết cả rồi anh em ơi. Quân đỏ liên tục mắc phải những sai lầm. Bạn ấy đã tấn công nhưng không có chú ý vào những đơn vị lính của bạn ấy rồi, không mang theo đủ các đơn vị xe phòng không. Và lính bộ binh thì cứ tấn công một cách ồ ạt, và ngay lập tức bị các đơn vị xe phun lửa Fortress của lực lượng liên đoàn tiêu diệt hết rồi, là coi như không có ổn đâu lực lượng quân đỏ ơi. Tiếp tục là chiến đấu cơ bởi phía lực lượng quân xanh nước biển ở đây bay. Và mục tiêu chính là trung tâm chỉ huy bởi phía lực lượng quân xanh lá cây. Và có nguy cơ đi bán phế liệu rồi. Xanh lá cây đã có liên tục những tổn thất ở đây bay. Và tiếp tục là chúng ta chỉ huy bởi phía lực lượng quân đỏ vào lúc này rồi. Quá nhiều tổn thất bởi với lực lượng quân kháng chiến vào lúc này ở đây bay. Liên đoàn đã chơi một kế hoạch sử dụng đường bộ, đường không và cả đường thủy như thế này thì rõ ràng lực lượng của quân kháng chiến đang rơi vào thế bí rồi. Khi các đơn vị chiến đấu cơ thế hệ 7 lực lượng của liên đoàn đã liên tục tấn công và lực lượng quân kháng chiến đã có rất nhiều là sự tổn thất rồi đấy bây. Quân xanh lạc đang có ý tưởng để có thể quay lại trận đấu nhưng ngay lập tức bị lực lượng quân vàng dập tắt rồi. Trận đấu vẫn còn đang ở thế 2 cân với 3. Lực lượng quân xanh nước biển vẫn đang quản chiếm lấy được các thùng tài nguyên với tăng dốc và lính bộ binh. Quân tím đang được tăng cường thêm rất nhiều các đơn vị chiến đấu cơ kết hợp với các đơn vị xe cơ giới và cả các đơn vị trực thăng chính xác ở đây bay. Phục thử 22. Và tiếp tục là chiến đấu cơ từ phía lực lượng quân xanh nước biển ở đây bay. Và mục tiêu lần này là căn cứ lực lượng quân vàng, vẫn là trung tâm chỉ huy. Sắp toàn rồi. Và đồng thời ngay lúc này là có một sân bay đi bán phế liệu rồi đây bay. Và tiếp tục là nhà hàng xuất máy bay. Lại thêm một nhà hàng xuất xe cơ giới level 3. Lực lượng quân vàng đang có rất nhiều là tổn thất rồi. Mất liên tiếp các tòa nhà đây bay. Còn cái địch đến nơi rồi. Chiến đấu cơ thế hệ 7 và phiết lực lượng quân xanh đất biển thật sự là quá mạnh mẽ vào lúc này. Quân vàng đang tiến công anh em ơi, tiến công bằng rất nhiều cái đơn vị lính bộ binh kết hợp với cả xe nhiễm rồi. Lực lượng quân tím vẫn có tăng hammer và các đơn vị trực thăng chính xác thực sự là không có gì là khó khăn cả đâu. Và chiến đấu cơ lực lượng quân tím cũng đã kéo ra phía bên ngoài. Quân vàng vẫn đang đối kháng tổng lực ở trên không bằng những đơn vị xe nhiễm kết hợp với cả Jaguar. Chỉ đồng lực lượng quân tím vẫn đang liên tục bắn ra những quả tên lửa đây bay. Lực lượng quân vàng đã tổn thất đi rất chi là nhiều. Xanh lam vẫn còn đang cố gắng chơi, vẫn cố gắng bám trụ với một đơn vị tàu Viking đây bay. Vàng đã rút lui rồi. Lực lượng quân xanh nước biển bắt đầu tiến công vào căn cứ lực lượng quân đỏ đây bay với rất nhiều cái đầu vào lính bộ binh. Căn cứ quân đỏ đây rồi và họ cũng có rất nhiều cái đầu vào lính bộ binh đây rồi, đúng đó rồi. Góc 3 giờ. Xanh đất biển với lính bộ binh đi trước kết hợp với các đầu vị tăng dốc ở phía đằng sau. Đối kháng tổng lực ở căn cứ lực lượng quân đỏ đây bay. Chỉ đúng cần lượng xanh đất biển cũng đã kéo xuống rồi. Căn cứ lực lượng quân đỏ có nguy cơ đi bán phế liệu hết cả rồi đây bay. Trung tâm chỉ huy một lần nữa đã đi bán phế liệu rồi, rất chi là tiếc cho lực lượng quân đỏ lúc này. Quân đỏ vẫn còn có sự chống trả rất quyết liệt bằng các đơn vị lính bộ binh, nhưng có lẽ là sẽ không thể nào đủ lực đam được rồi. Khi lực lượng liên đoàn vẫn còn đang có được rất nhiều các đơn vị chiến đấu cơ tăng dốc kết hợp với cả xe phun lửa Fortress Adamay. Tiếp tục là quân tím tấn công vào căn cứ lực lượng quân vang. Lại có rất nhiều sự tổn thất về phía lực lượng quân vang nữa rồi. Hết quân đỏ rồi, lại đến quân vàng. Quân kháng chiến đang rơi vào thế bị anh em ơi. Mặc dù đã đưa trận đấu về thế 3 đấu với 2 nhưng hiện tại họ đang gặp thế bên khó khăn hơn rất chi là nhiều. Khó khăn lại chồng chất khó khăn khi liên tục các đầu vị chiến đấu cơ từ phía lực lượng quân đoàn đã liên tục bắn phá vào những tòa nhà trung tâm chỉ huy. Tổn thất rất chi là nhiều rồi. Lực lượng quân đỏ cũng đã bị dọn sạch sẽ hết cả rồi anh em ơi. Tăng dốt vẫn còn đang rất mạnh mẽ ở căn cứ lực lượng quân đỏ rồi. Xanh lá cây cũng đã kéo ra phía bên ngoài.
nhưng không biết là họ có thể lo cho căn cứ của họ được hay không đây. Tăng giót thật sự là quá mạnh mẽ và lúc này đây bầy. Cứ bắn liên tiếp những quả đạn thôi là ngay lập tức những tòa nhà của lực lượng quốc khánh chiến sẽ sụp đổ ngay. Quá khủng khiếp rồi. Liên đoàn đã rút lui. Không biết lực lượng quốc khánh chiến đang có những ý tưởng gì đây. Tiếp tục là chiến đấu cơ. Lực lượng quốc khánh chiến tiếp tục sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ tấn công vào căn cứ lực lượng quốc khánh lá cây một lần nữa đây bầy. Sắp toàn rồi, lực lượng sẽ là cây sắp toàn rồi. Lại mất thêm một trung tâm chỉ huy. Mặc dù sẽ là cây đã có được rất nhiều các tác phòng không, nhưng mọi thứ là không bao giờ đủ lực đang được rồi. Adem ơi, quân tím là chuẩn bị sản xuất ra các đơn vị để bom thò. Và cứ cái tình hình này thì chiến thắng sẽ thuộc về phía lực lượng của Lindor rồi. Lực lượng liên đoàn gần như là chiếm được rất nhiều các thùng tài nguyên. Và họ đang trở nên mạnh mẽ hơn rất chi là nhiều ở đây bầy. Phút thứ 29 rồi. Cứ tiếp tục chiếm tài nguyên được nhiều như thế này thì chắc chắn là lực lượng kháng chiến đang ở vào thế có thể nói là rất chi là khó khăn, khi không có đủ tài nguyên để có thể khôi phục lại căn cứ ở đây bầy. Tiếp tục là chỉ đông rồi và biết lượng quân xanh đất biển tấn công vào căn cứ lực lượng quân vàng một lần nữa rồi. Mục tiêu vẫn là trung tâm chỉ huy. Lực lượng quân tím cũng đã kéo xuống các đơn vị chỉ đấu cơ. Và lần này lực lượng quân vàng đã có được rất nhiều các tác phòng không kết hợp với cả các đơn vị xe dĩ phòng không rồi anh em ơi. Không đơn giản rồi. Lực lượng quân xanh lá cây cũng đã có được những đơn vị tàu ngầm. Lực lượng của tiên lên tổng tiến công vào căn cứ lực lượng quân vàng với rất nhiều cái đơn vị lên một bên kết hợp với xe cơ giới rồi. Quân vàng vẫn đang có tăng gia quân kết hợp với xe nhí ở đây bơi. Cố gắng phòng thủ tới cùng ở phút thứ 31 rồi. Lực lượng quân xanh lá cây cũng đã có được những đơn vị tàu ngầm rồi đây bơi. Và họ cũng đã lặn xuống rồi, ngay sau khi chúng ta đã phát hiện ra họ và sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ. Tấn công tổng lực vào tàu ngầm. Chiến đấu cơ lực lượng của xanh đất biển lại liên tục bay ở trên bầu trời tấn công vào căn cứ lực lượng của xanh lá cây một lần nữa rồi đây bay. Xanh lá cây đã có sự chuẩn bị tốt hơn khi họ đã cắm ra rất nhiều các tháp phòng không. Xanh đất biển là chuẩn bị kéo xuống phía dưới rất nhiều và các đơn vị tăng rớt vào lúc này ở phút thứ 33 đây bay. Tàu ngầm đã đi đâu hết cả rồi. Đây rồi. Và con Hero 2 Seraphim từ phía lượng của xanh đất biển cũng đã kéo ra phía bên ngoài. Tàu ngầm đang bắn ra những quả ngư lôi đây bơi. Và chúng ta vẫn không thấy họ đâu cả rồi. Đụng độ tổng lực ở căn cứ lực lượng của xanh lá cây. Chúng ta có tăng tốc nhưng họ chỉ có cái đơn vị C2 và lính bộ binh là không có đủ lực tăng đâu. Giao chiến tổng lực rồi. Xanh lá cây nếu như họ không thể phòng thủ được phòng tuyến này thì chắc chắn rằng họ sẽ thua cả thôi. Tàu ngầm cũng đã vừa bắt đầu lên và ngay lập tức thì Seraphim cũng đã bắn hạ được cả rồi. Ở cạnh bên góc 3 giờ, lực lượng Seraphim đang tấn công tổng lực vào các lực lượng xanh lá cây anh em ơi. Trận đấu đang ở thế 2 cân với 2 rồi. Đang rất thật sự là quá mạnh mẽ vào lúc này. Tiến công tổng lực thôi. Đã có liên tiếp các tòa nhà công sự bởi phát lượng xanh lá cây sụp đổ rồi anh em ơi. Và cứ như thế này thì chiến thắng sẽ thuộc về phía chúng ta sớm thôi. Xanh lá cây đã hết quân cả rồi, không còn có bất kỳ một đơn vị xe cơ giới nào nữa cả anh em ơi. Seraphim cũng đã kéo xuống bên dưới đây rồi và tàu ngầm của họ cũng đã phải nổi lên để bắn phá những quả tên lửa tầm xa. Nhưng có lẽ là hết tầm với rồi. Một trận đấu có thể nói là rất hay ở rank thấp anh em ơi. Một trận đấu mà chúng ta đã được theo dõi lực lượng liên đoàn thì ở những phút đầu của trận đấu lực lượng liên đoàn đã mất đi một người chơi và tiếp theo đó lực lượng liên đoàn đã cố gắng rất chi là nhiều và đưa trận đấu về thế 2-2 và chúng ta đang đến với một cánh cửa giành lại chiến thắng rồi đây bầy. Seraphim có thật sự là có một lực đàn rất chi là tốt vào lúc này và tăng tốc cũng đang tiếp tục bắn sang các tòa nhà công sự bên phía lực lượng xanh lá cây. Xanh lá
Kay vẫn đang cố gắng đánh trùng tới cùng với những đội bởi xe Level 1 kết hợp với các đội bởi lưỡi bộ binh. Nhưng không biết có ổn hay không đây anh em ơi. Lực lượng tăng giót thật sự là có lực đạn quá khủng khiếp khi kết hợp với cả Seraphim và Demoy. Sạch là Kay đã rất chi là bất lực rồi ở phút thứ 35 và họ đang không còn khả năng phòng ngự được căn cứ được nữa rồi Demoy. Đấy, thật sự rồi. Anh em thấy trận đấu này như thế nào thì hãy cứ bình luận xuống bên dưới nha. Một trận đấu rất thấp và hy vọng rằng sẽ giành được cho những em mới chơi. Chúng ta có thể rút cơ theo được cơ kia rồi, cả thanh niên và lực lượng cả liên viên đoàn. Anh em có thể quan sát xem những cách chơi ở những người chơi ở rank thấp nó sẽ chơi như thế nào nha. Và có những kế hoạch đánh nhanh, những kế hoạch đánh chậm và những kế hoạch sử dụng các đơn vị chiến đấu cơ. Có Hammer và cả Cyclone nữa đây bay. Rất nhiều kế hoạch đánh hay. Bạn nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh nha. Và anh em nào còn chưa kết bạn Zalo với Hiếu Nguyễn thì hãy nhớ kết bạn với Hiếu Nguyễn nha đây bay. 092 476 2081, 092 476 2081 nha đây bay. Hãy cùng vào nhóm Zalo và chúng ta sẽ cùng đúc kết và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Và hiện tại thì mình đang có những gói để có thể hỗ trợ anh em có thêm lực lượng vàng. Ở trên nhóm Zalo thì sẽ có rất chi là nhiều các anh em có khả năng cày vàng nha. Và sẽ có được những cái giá hợp lý cho anh em. Và anh em đang cần vàng thì hãy cứ liên hệ với Hiếu Nguyễn nha. Mình sẽ tư vấn riêng cho anh em. Một đơn vị và bài ném bom to từ phiên lượng của tỉnh đã quán bắn phá ném bom vào các tòa nhà công sự và phiên lượng của Salakay. Chiến thắng là chắc chắn rồi đây bầy. Chỉ còn có một mình lực lượng quân vàng thôi là không bao giờ đủ được có thể lật ngược được tình thế vào lúc này rồi. Bắt đầu tổng tiến công thôi và quân vàng vẫn còn có Armor Drop ở đây bầy. Chúng ta có thò về ngay lập tức họ cũng đã có Armor Drop rồi. Ném bom vào sân bay. Ngay lập tức lực lượng xanh đất biển cũng đã mất đi sân bay đây bầy. Chúng ta có đến tầng 6 đơn vị bay bay ném bom to là coi như mọi thứ sẽ là kết thúc sớm thôi. Lực lượng quân vàng cũng đã cắm ra những bức tường phòng thủ rồi đây bầy. Họ đang cố gắng phòng thủ tới cùng và cố gắng chơi tới cùng rồi. Những người chơi đánh rất hay và rất đáng kính trọng vào phiên lượng của kháng chiến lúc này. Tiếp tục là Abadrop và đây bầy. Nỗ lực tới cùng và chiến đấu không ngừng nghỉ rồi. Chúng ta có dù có thể thua, chúng ta vẫn sẽ luôn phải cố gắng rất chi là nhiều. Dù sao đất biển lại mất thêm một sân bay từ những đơn vị bay bay đem bom Abadrop gửi tặng những quả bom đến từ phiên lượng vô vàng ngay lúc này đây bầy. Thằng Gót đã xuyên qua được hàng phòng thủ với tiết lực lượng vô vàng rồi và chắc chắn rằng vàng sẽ thất bại thôi. Không còn cửa nào nữa cả đây bầy và đây là phút thứ 39 rồi. Kết thúc thật sự rồi đây bầy. Anh em thấy trận đấu này như thế nào thì hãy cứ bình luận nha. Thấy hay thì hãy nhớ cho mình thêm nhiều lượt like. Và đây là một trận đấu của một người đem ở trên nhóm Zalo. Hãy cho em ấy thật nhiều những lượt like đây bầy. Trận đấu là rank thấp và chúng ta có thể xem được cúp kết thân kinh nghiệm cho những em rank thấp nha. Tiếp tục là đồng đội căn cứ lực lượng quân vàng đây bầy. Lực lượng quân vàng vẫn đang cố gắng sử dụng tất cả các những gì họ đang có. Nhưng đơn vị xe cơ giới hàng nặng và cả hàng nhẹ rồi. Cố gắng phòng thủ căn cứ tới cùng đây bầy. Nhưng kết thúc là chắc chắn rồi. Đang ngang hết cả rồi đây bầy và chiến thắng là của chúng ta. Lực lượng liên đoàn mưa đế mà đây bầy. Quân kháng chiến đã cố gắng rất nhiều nhưng rất tiếc rồi. Họ cũng đã vừa mà đem vòng rải thảm và kết thúc trận đấu này thôi đây bầy. Xin chào và hẹn lại đây mọi những trận đấu lần sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Để hay thì hãy nhớ bấm like nha.